Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Công ty Điện lực Vĩnh Long phối hợp với Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Lưu Giang Liệt, thành phố Vĩnh Long tổ chức chương trình tiếp sức đến trường tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn hiệu quả cho trên 1.500 học sinh nhà trường. Chương trình tổ chức thông qua trò chơi đố vui nhận quà, câu hỏi xoay quanh kiến thức về sử dụng điện sao cho an toàn tiết kiệm. Bên cạnh, các em học sinh được cung cấp những kiến thức về sử dụng điện an toàn tiết kiệm như tắt đèn, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên, chọn và sử dụng thiết bị điện ít tiêu hao năng lượng, thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện nhằm giúp tăng tuổi thọ và ít tiêu hao năng lượng hơn. Ngoài ra, các em còn được cung cấp thêm kiến thức cách phòng ngừa tai nạn về điện, xử lý tình huống khi người thân xảy ra tai nạn điện. Tại chương trình, Công ty Điện lực Vĩnh Long cũng đã trao tặng 7 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học và 2.000 quyển tập cho học sinh trường Trung học Phổ thông Lưu Giang Liệt, tổng giá trị 45 triệu đồng.